Xin chào khán giả, đây là sân mình tháng 8 ở thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Trước chúng ta là trận đấu bóng 5 V-League của đội xuất giữa Khánh Hòa và BKM Bình Dương. Trong buổi chiều tối ngày hôm nay, chủ nhật mùng 10 tháng 12, tại vòng đấu thứ 5 của V-League có 3 trận đấu. Ở trận đá sớm, Quảng Nam gặp Bóng Đèn Tính lúc 17 giờ, kết về một tỷ số là 0 đều. Trận đấu buồn nhất vào tối nay, 19:05 ở sân đấy Hà Nội gặp Sông Lam Nghệ An. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ở sân Nha Trang lúc này là ông Lê Vũ Linh. Đội xuất phát của chủ nhà Khánh Hòa ngày hôm nay trong cầu môn là thủ môn Tuấn Mạnh. Các hậu vệ gồm có Nguyễn Duy Dương, Đoàn Công Thành, CC Ali và Nguyễn Thành Nhân. Hàng tiền vệ gồm có Nguyễn Đình Mạnh, Lê Duy Thanh, Trần Văn Tùng, Nguyễn Văn Hiệp và Lea Zalandi. Tiền đạo duy nhất của Khánh Hòa ngày hôm nay là Guisari Mamadou, cầu thủ người Guinea, sinh ra tại Pháp. Bình Dương hôm nay xuất phát cơ bản là sơ đồ 4-3-3. Trong cầu môn là thủ môn Trần Minh Toàn. Các hậu vệ gồm có Quế Ngọc Hải, Yang Klesio, Võ Minh Trọng và Lê Quang Hùng. Ba tiền vệ là Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hải Huy, Bùi Duy Thường. Ba mũi tấn công là Elogo, Nguyễn Thiện Việt Cường và Ibra Prim. Hiệp 1 đã bắt đầu. Chủ nhà Khánh Hòa ra sân với trang phục màu vàng. Hải Huy. Đánh đầu. Dứt điểm. Không vào. Pha cản phá ngay trên vạch cầu môn. Trận đấu đã khởi đầu khá sôi nổi. Một tình huống mà hàng thủ của Khánh Hòa đã chơi không an toàn. Chỉ có may mắn mới cứu thua cho cầu môn của Tuấn Mạnh. Đường truyền của Văn Tùng, khoảng trống. Không vào. Cầu thủ Khánh Hòa không dứt điểm ngay mà đưa bóng sang chân trái. Đó là pha xử lý của Văn Hiệp. Rất tiếc cho chủ nhà Khánh Hòa. Văn Hiệp đưa bóng sang chân Thuận. Bóng đi sạt chân của dọc. Không có lỗi, trận đấu tiếp tục. Dứt điểm. Cú đá không trúng đích. Pha dứt điểm của Elogo. Elogo là cầu thủ người Cameroon. Văn Tùng. Dứt điểm. Không được. Rất tiếc cho Khánh Hòa. Pha lên bóng chớp nhoáng. Chúng ta xem lại pha dứt điểm của cầu thủ chạy cánh trái Lea Zalandi, cầu thủ người Haiti. Trần Trung Hiếu chuyền dài lên, không việt vị. Ibarra không vào. Pha cứu thua kịp thời của Tuấn Mạnh. Chúng ta xem lại pha phá biệt vị của Ibarra Prim. Cú đá tốt từ góc hơi hẹp, nhưng Tuấn Mạnh đã rất cảnh giác. Văn Hiệp rất nguy hiểm, sút bóng không vào. Pha cứu thua ngay trên vạch cầu môn. Hải Huy phạm lỗi rồi. Một cơ hội bỏ lỡ rất đáng tiếc của Khánh Hòa. Cú đặt lòng ngay trên vạch 16m50 của Văn Tùng. Pha cứu thua rất kịp thời ngay trên vạch cầu môn. Lea Zalandi. Duy Dương chuyền vào. Rất nguy hiểm. Khánh Hòa đã có những miếng đánh chớp nhoáng rất đáng chú ý. Trận đấu tiếp tục. Dứt điểm.
không vào. Pha tung người cản phá của Trần Minh Toàn. Pha đỡ ngực và dứt điểm rất hay của Lê Duy Thanh. Vẫn là cầu thủ áo vàng. Sút bóng. Bóng đập vào dọc. Một tình huống luẩn quẩn. Bình Dương không thể phá bóng dứt khoát. Và Khánh Hòa đã có cơ hội để tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm. Và tung trần sút bóng rất quyết đoán của Guisari Mamadou. Phản xạ rất tốt của Minh Toàn. Văn Tùng đã phạt góc. Không vào. Trần Minh Toàn lại vừa cứu thua cho BKM Bình Dương. Thêm một pha dứt điểm hóc hiểm. Nhưng Minh Toàn không chịu thua. Pha đánh đầu rất kín của Guisari Mamadou. Bóng sệt. Dứt điểm. Không vào. Thêm một pha tung người rất đẹp của thủ môn Trần Minh Toàn. Trong hiệp 1 của trận đấu, Minh Toàn rất bận rộn, có những pha cứu thua ngoạn mục. Đánh đầu. Bóng đi trên cầu môn. Pha dứt điểm của Lea Zalandi. Hiệp 1 của trận đấu, hai người bên tràng công của Khánh Hòa là Lea Zalandi và Guisari Mamadou đều đã chơi rất tốt. Đua tốc độ. Yankelecio có thể dứt điểm, sút không được. Bóng lại đập cầu thủ Bình Dương. Cầu thủ Khánh Hòa vẫn kém may mắn ở các pha dứt điểm. Cầu thủ dứt điểm là Văn Tùng. Bóng đi trúng mặt Võ Minh Trọng. Minh Trọng đã bị choáng. Đánh đầu. Bóng đi ra ngoài. Thêm một pha dứt điểm không thành bàn. Thêm một pha dứt điểm của Lea Zalandi. Elogo. Đường chuyền vào ngoài. Huy dứt điểm chất đoán. Và bóng rất hay. Tuấn Mạnh đã kịp phản xạ và tung người cản phá. Đến lúc này cả hai thủ môn Tuấn Mạnh và Minh Toàn đều rất hay. Lê Duy Thành. Đánh đầu. Vẫn còn. Dứt điểm. Không vào. Khánh Hòa lại vừa bỏ lỡ thêm một cơ hội. Tình huống có sự tham gia của cầu thủ Trần Mạnh Hùng. Rất tiếc. Thêm một pha dứt điểm của Văn Tùng. Nhưng Văn Tùng vẫn chưa thể ghi bàn. Rất nguy hiểm. Một pha băng ra không được tốt. Không được như ý của Tuấn Mạnh. Rất may Khánh Hòa không phải hứng chịu bàn thua. Văn Tùng là người phá bóng và sau đồng đội của anh là Cesare đã phá bóng tiếp. Đánh đầu. Bóng đã đi vào cầu môn của Tuấn Mạnh. 1-0 cho BKM Bình Dương. Bàn thắng của đội trưởng Tiến Linh. Tiến Linh rất vui. Pha ghi bàn đầu tiên của anh trong mùa giải mới. Với Tiến Linh thì việc đá dự bị đương nhiên sẽ là điều anh không vui, nhưng có thể tạo ra động lực những lúc Tiến Linh vào sân. Và bây giờ anh đã lập công. Minh Trọng là người tạt bóng. Tiến Linh chọn điểm rơi tốt, đánh đầu hóc hiểm.
Một sự kết nối rất hay giữa tân binh Minh Trọng và cầu thủ Kim Yu Tiến Linh với pha bóng quen thuộc. Rất nguy hiểm, không hiểu nhau. Rất may là bóng không đi vào cầu môn. Cả hai cầu thủ của Kim Yu Tiến Linh đưa vào sân hai người đều là những người mùa trước chơi cho Nam Định. Bóng được chuyền lên cho Tiến Linh. Dứt điểm 2-0 cho BKM Bình Dương. Dấu ấn của Tiến Linh. Tiến Linh làm tường và đóng vai trò kiến tạo rất quan trọng để cầu thủ 20 tuổi Bùi Vĩ Hào lập công. Ngày hôm nay Tiến Linh và Vĩ Hào đều ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này. Lê Huỳnh Đức nguyên là một trung phong và Huỳnh Đức biết cách dùng Tiến Linh. Cho dù có thời điểm Tiến Linh không hài lòng về việc phải đá dự bị. Chuyển vào Guisari, sút rất mạnh nhưng bóng đi rất thiếu chính xác. Guisari vẫn chưa ghi bàn ở mùa giải mới. Và như vậy là trận đấu đã khép lại. Khánh Hòa thua trận hai liên tiếp ở sân nhà đều với tỷ số 0-2. Trận trước họ thua đội Thanh Hóa, trận này thua Bình Dương. Gần như chắc chắn năm nay Bình Dương sẽ chơi tốt hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Họ có thể nằm trong nhóm cạnh tranh ở phía trên. Với Khánh Hòa thì họ đã giải quyết được vấn đề lương thưởng cũng như lót tay. Tuy nhiên trước mắt là chặng đường vẫn còn chông gai. Buổi tường thuật của chúng tôi xin khép lại. Xin chào và hẹn lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.